tiên đánh cả đàn anh. Một chàng vỗ tay rôn và tê đi đúng không ạ? Tân và Giao Huy mà kiểu nghe tôi và xem đi mình rất rôn và tê đi ở trong đầu. Nhưng mà có bạn nào ở đây sinh nhật vào khoảng 3 tháng 4 có ai sinh nhật khoảng tháng 3 tháng 4 không? Tức là bố mẹ em làm gì đấy vào ngày 1 tháng 6 tôi sinh ngày 1 tháng 12 nên là có vẻ bố mẹ tôi làm gì vào ngày Valentine. Nếu mà trung thu với trung thu thì sẽ rơi vào khoảng tháng 10 à tháng 9 á. Mấy người mà sinh tháng 6 là trung thu là bố mẹ kiểu đi cướp Tết của các cháu. Hôm nay cũng thế, không phải Tết của người lớn mà lại gục không có cô chú. Thank you.
Nếu mà mọi thứ lại một lần bị vướng vào tình huống này thì thế nào mình cũng cần phải tìm cách để mà nhìn thấy được tình yêu. Không tình yêu làm sao mà đi khắp nơi với bao vết đau. Rất muốn nói một điều gì nhưng không biết là điều gì. Cũng muốn hát một bài thật hay nhưng lúc chọn bài thì muốn đóng góp vì người nghèo nhưng hiện đang là người nghèo. Chiều lại xuống, ngày lại trôi, dù mình muốn mình phải thôi. Luôn muốn viết về cuộc đời thì không biết gì về đời. Muốn kết thúc một bài nhạc nhưng chẳng tìm ra câu cuối. Muốn níu kéo một cuộc tình nhưng còn chưa tìm được mình. Muốn sống như cánh chim mà lại trói chân trái tim như thế này. Không, không nói đến cái tiếng nhỏ. Vâng, thực ra một bài của tôi bây giờ nó chỉ ngắn thế thôi. Rất lâu trước khi gác thân xuống nơi này, anh cũng không chắc đâu. Những khoảnh khắc này, làn gió này, anh ngước lên ngôi sao rất xa, thấy bao nhiêu giấc mơ đã qua lâu rồi, mà tự nhiên nhớ ra anh ngồi cười. Một ngày hiếm hoi anh ngồi rảnh rỗi và anh thắc mắc đôi điều. Một điều cần thiết mà anh chưa biết khi lỡ rơi vào tình yêu. Một chiều nhã nhem anh chờ đón em và anh bỗng nhớ ra rằng hỏi em khẽ khẽ một câu thôi nhé, ngày nào cũng thế. Tôm hai trứng, ăn thêm chút xôi, thêm chút muối vừng. Đêm qua có mưa, hơi buồn, mà em ăn sáng chưa? Hôm nay biết đâu tự nhiên em đói, hay em ốm đau mà em không nói, nên anh nhắn tin. Ân cần này em ăn sáng chưa? Thường ngày nhớ em anh ngồi nghĩ xem gặp nhau nên nói gì đây? Vì anh cũng giúp còn em đôi lúc tâm trí treo ngược cành cây. Một ngày lỡ đâu anh nằm quá lâu và anh không nhớ ra mình, thì em ơi nhớ và xin em chớ quên ăn sáng mỗi ngày. Em ăn sáng chưa?
sáng chưa. Em ơi sáng nay trời xanh mây trắng, anh mang ghế ra ngoài sân phơi nắng, anh đang nhớ em hơi nhiều mà em ăn sáng chưa. Hôm nay biết đâu tự nhiên em đói, hay em ốm đau mà em không nói, nên anh nhắn tin anh cần ngày em ăn sáng chưa. Anh cần mày em ăn sáng chưa, nên anh nhắn tin em à. Ooh.
ngày kia em sẽ gặp một người, nguyện cùng em sẽ chia ấm lo trong đời. Rồi, anh đâu nào ấy? Còn được thì ăn cùng anh cái bánh, anh lôi đàn ra anh đánh. Thì ăn cùng anh cái bánh, anh lôi đàn ra anh đánh. Từng 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 nói chắc mọi người không tin nhưng mà bây giờ mình lên sân khấu mình nó run đến kiểu hết hai ba bài đầu tiên người nó mới giãn giãn ra được tí. Tôi đang nghĩ xem tôi có bài gì cho trẻ con không? Có như là không? Bài tim màu lửa à? Không, con rời vẫn có những cái ngôn từ mà kiểu... Anh em cho em bắt cháu chim ạ. Đối với học sinh tiểu học thì mày tao nó cũng là bậy, cũng là kiểu suy đồi đạo đức rồi mọi người. Khó tức là ai cũng mày tao hồi tiểu học đúng không? Kẻ suy đồi này. Thank you.
khi nắng treo trên vòng cây, ta có nhau trong vòng tay, mà nào ai biết sẽ có một ngày tỉnh giấc sau cơn ngủ say, trái đất chưa ngừng quay, ta đã qua bao đổi thay để lòng thương nhớ trôi theo ngàn mây. Có khi anh vẫn ngồi nhìn xem tình ta đã sai từ đâu, em hết tương tư lòng thôi, trong vắng tôi u sầu, dù chẳng muốn tin đành lưu em vào cuốn phim cho nó đi trời trốn tìm tầm một nghìn năm. Nghe nhà anh ngồi.
Một hôm trời có mưa rào và tôi buộc tấp xe vào một quán ăn. Một anh nhà bếp đang thái su hào, nhìn thấy tôi vẫy tay chào rất mừng. Tên lô rồi thêm ba bốn người nữa đi vào, vừa đi vừa xô vừa chen rất xôn xao. Mọi người nói ăn liên hồi, giành giật món ăn chỗ ngồi, chẳng nhìn thấy tôi, không ai thèm để ý đến tôi. Thì thôi, rồi tôi cũng kiếm được chỗ cho mình, ngồi xuống đọc báo xem hình và check mail. Gmail, Gmail, thực lòng mà nói hôm ấy hơi nghèo, chỉ dám ngồi chiếc mình sao ít tìm nhiều giàu. Rồi bỗng nhiên ôi, nghe mà xem, đàn ai vừa chơi bài câu thấy quen quen. Đứng lên tôi nhìn, tai lắng nghe tôi tìm, hai bước chân tôi dừng bên hành lang đầy hoa tím. Tôi ngồi im vì không dám phiền, một cô bé trông rất hiền, bàn tay đưa trên tim đàn, đôi mắt rưng rưng mơ màng. Hồn mưa ngớt dần, bài ca bỗng nghe rất gần, và như thấy cơn mơ vừa qua, trong phút giây tôi nhận ra cô bé đang chơi bài nhạc tôi viết. Chẳng ngày tôi biết nói yêu lần đầu, cô bé đưa tôi về. Không, thực sự không phải tôi không nghiêm túc đâu mọi người, nhưng mà cũng không đơn thật. Đùa sao nhá, bài này không em sao ấy. Lần thứ hai được không? Lần thứ hai nhá. Lần thứ hai. Các bạn số 1, các bạn không phải những kẻ suy đồi khi máy bao rồi. Một cô bé trông rất hiền, bàn tay lướt trên phím đàn, đôi mắt rưng rưng mơ màng. Rồi mưa ngớt dần, bài ca bỗng nghe rất gần, và như thấy cơn mơ vừa qua, trong phút giây tôi nhận ra cô bé đang chơi bài nhạc tôi viết. Nhân ngày tôi biết nói yêu lần đầu, cô bé đưa tôi về, ngày ấy ngây ngô là thế. Nào biết sẽ có một ngày lòng thấy tiếc nuối, cô bé đưa tôi đi về ngày xưa, bên quán cơm heo trong một chiều mưa. Cô bé đang chơi đàn, đôi mắt tôi mơ màng, và tôi chợt thấy trong tim mình một đóa hoa. Tôi thấy ngày hôm ấy có hai trái tim đang cười với nhau. Và rồi khi ngày em biết yêu là gì, em nhớ đôi lời tôi viết, em hát trong chiều tha thiết.
vì cô bé buồn, tự nhiên thấy cô bé buồn. Nó liên quan đến một bài khác, chắc là nên chơi nó luôn. Tôi
hơi đần rồi đấy. Nhưng tôi thực sự rất đần mọi người. Không hiểu tại sao tôi lại đần như thế, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có hôm đần như thế. Kiểu tôi hay có khả năng mất tập trung hay đến mức mà kiểu hồi bé bị bố mẹ đánh ấy, tôi đang khóc dở. Vào soi gương thì thấy mặt mình buồn cười, kiểu đứng một lúc, đứng khoảng 2 phút xem mặt mình trông buồn cười tiếp lúc khóc, là trông thế này mình thử cười trong lúc khóc xong rồi anh là xong rồi tôi lại khóc tiếp. Càng lớn thì cái lỗi này nó càng ngày càng trở thành tính năng trong tôi. Nhưng mà cũng đến lúc mà mình kiểu sức trẻ nó, cái năng lượng tuổi trẻ nó cũng không được bơm nhiều hàng ngày. Nhưng hồi trước đấy, tôi có 29 tuổi rồi. Nên là đôi lúc nó sẽ kiểu tăng cái cơn đấy lên và tự nhiên tôi mất tập trung hoàn toàn. Buồn thôi vương trên đôi mi.
buông lơi. Mình yêu nhau đi em ơi, yêu thôi cho bỏ cuộc đời. Kìa nghe trong gió đôi lời thì thầm rằng người hãy yêu đi, đừng lại hận cuộc đời mấy khi một ngày chết đi chẳng yêu đường gì cho đời ta. Rồi ai mà không chết, ai mà không...
sớm theo mây, mây trời nhìn cũng ngây ngây. Tôi ngồi đây viết đôi lời tâm huyết, gửi cùng nụ hoa sáng nay. Cuộc đời này vốn thương đau, gia đình là chốn thương nhau. Xin đừng đánh mất gia tài duy nhất của mẹ. Chưa có rồi ạ, nên là kiểu hôm nay kiểu Coffee cũng nhận được một cái năng lượng mới, và cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn năng lượng của các bạn đã hòa mình cùng với gần đây. Một tràng pháo tay nữa dành cho tất cả quý vị khán giả. Cũng quảng cáo luôn là ngày mai mùng 2 tháng 6. Tối ngày mai 1/2/6 tại đây đúng không? Yeah, tại đây sẽ diễn ra cái show đầu tiên ở trong tour xuyên Việt của gần đây, và gần đây sẽ đi qua các miền tổ quốc, và ngày mai sẽ là điểm dừng chân đầu tiên. Mong là mọi người có thể đến ủng hộ cho anh em. Âm nhạc của anh em hôm nay mọi người nghe rồi, năng lượng của anh em mọi người cũng cảm nhận rồi, và mong là chúng ta có thể gặp lại nhau, và hôm nay có thể là một cái duyên gì đấy cho gần đây với cả khán giả Coffee đúng không ạ? Anh em cũng thấy rồi đấy, khán giả ở đây dễ tính lắm, anh đánh trượt mấy phát nhưng mà vẫn được đánh lại rồi. Không, khán giả ở đây tuyệt vời lắm, thực sự rất tuyệt vời. Mặc dù hồi tiểu học họ suy đồi đạo đức nhưng mà bây giờ họ tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự nhân từ cho chúng tôi ngày hôm nay, và mong là chúng ta sẽ ủng hộ gần đây trong tour diễn xuyên Việt sắp tới. Và anh em càng chơi nhạc càng đi đến nhiều miền tổ quốc thì càng vui mà. Trong nhà nó kết nối lắm mọi người. Và cảnh phải ủng hộ kiên trình đấy nha mọi người ơi. Chào mọi người, dành cho Coffee ấy, thì đã luôn nhiệt tình với chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Đêm nhạc hè hè chào đón Tết Thiếu Nhi, chào hè đến đã kết thúc, và chúc chúng ta có một mùa hè vui vẻ. Còn mùa hè này mong là nó có thể kết nối với tất cả các mùa hè khác của mọi người, sẽ lưu giữ được nhiều kỷ niệm để dành dùng cả đời. Thank you, cảm ơn. Bluetooth connected. Bluetooth, guys, red hair.